Trước khi qua đời, Hoàng tử gió Hoàng Đức Nhân từng chia sẻ về chuyện nợ nần thì có nên trốn không? Tối 5 tháng 10, dân mạng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin Hoàng tử gió Hoàng Đức Nhân sinh năm 1992 qua đời. Theo tìm hiểu, Hoàng Đức Nhân tử vong tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp ở Hà Nội. Sự việc sau đó được chị TNCP, một người bạn thân của Hoàng tử gió đã xác nhận thông tin. Được biết, thời gian gần đây, Hoàng tử gió đã đổi hướng sang hình ảnh một doanh nhân, thường xuyên chia sẻ kiến thức về làm giàu, nói đạo lý kiếm tiền trên mạng. Sau thông tin nam thanh niên qua đời, đoạn clip nói về nợ nần đang được cộng đồng mạng khơi lại trên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn clip được cư dân mạng truyền tay nhau được Hoàng tử gió Hoàng Đức Nhân đăng tải lên TikTok vào hồi 18 tháng 8. Một cư dân mạng đã đặt câu hỏi cho Hoàng tử gió rằng: "Anh nghĩ nợ nhiều có nên trốn không? Mong anh cho em lời khuyên." Sau đó, Hoàng tử gió đã trả lời rằng: "Trốn cũng được mà không trốn cũng được. Trốn nợ thì khổ tâm em ạ. Chủ nợ nói thật với em, nợ thì vẫn phải trả thôi. Em có trốn thì cũng không trốn được cả đời. Vậy nên chỉ có cách đứng lại đối mặt giải quyết. Em yên tâm, chủ nợ cũng không dồn em vào chỗ chết đâu, cũng chỉ mong em tìm một cái cửa, phương hướng nào đó để trả nợ cho họ. Nếu như nợ thì không có gì xấu hổ em ạ, bởi vì người nợ được đã là người giỏi rồi, uy tín thì người ta mới cho tiền để nợ đúng không? Vậy nên khi người ta đưa tiền cho em, họ không đưa mỗi nợ thôi mà còn đưa niềm tin nữa. Hãy đứng lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết." Hiện tại đoạn video vẫn đang được dân mạng chia sẻ với nhiều bình luận về vụ việc này.